Con cảm ơn ông đã gửi tiền cho chú Lượng mua điện cho con, và con chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. À, con biết ơn ông rất nhiều ạ. Đây, để lại, rồi. Có để lại hàng này. Cắm bánh em ạ. Đây. Chào. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sáng hôm nay thì mấy anh em có đi chợ phiên và mua một số đồ cho em Quân nữa, thì đến chiều thì cháu Lực với em Quân thì mới mang đồ đi xuống nhà của em Quân được cô bác ạ. Và một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói tổng tất cả những số đồ mà hôm nay cháu Lực đi mua cho em Quân là hết bao nhiêu tiền cô bác nhé. Con kính chào ông bà quý anh chị ạ. Rồi, chăn thì cũng nhẹ thôi, thì em Quân vác chăn, thì cháu Lực sẽ vác cái tấm đệm này. Nhà em Quân thì có một tấm chăn này đúng không? Nhà Quân thì có một tấm chăn này đúng không? Vâng ạ. Quân thì có một tấm đệm này đúng không? Vâng ạ. Đấy, cháu Lực cùng xuống, nhà Quân là có một tấm đệm với cô bác. Cho nên là cháu Lực lần này xuống thì cháu Lực sẽ mua cho em ấy một tấm đệm thôi. Một số đây, Quân, một đo. Đệm này thì cũng nhẹ thôi cô bác, rơi đâu đó tầm chắc 2 cân gì đấy, nhưng mà mỗi tội là nó dài, nó to và cồng cành thôi. Thời tiết hôm nay thì khá là nắng nóng cô bác ạ. Lên trên nhà của em Sử cũng rất là thuận tiện về việc mà đào nền của nhà em Sử. Đội lên trên đầu cho nó đỡ nắng hả Quân ạ? Vâng. Nhưng mà đây là sán của nhà Quân à? Vâng ạ. Cái này ấy. Vâng. Nhà em thì có đất nương ở đâu, đâu đến đâu? Thửa này với thửa này lên trên được. Nhà Quân thì có hai cái thửa này này cô bác này. Thì được em Quân với lại bà là trồng lại sắn. Dêm hồi nhà thì tao đi bên nào chân không phải phải đâu. Bây giờ thì cũng gần đến nhà của em Quân rồi các bác. Đấy, bé Hiếu thì ra đây rồi này các bác này. Hôm nay chắc là bé Hiếu là ở nhà với bác. Ở chiêu mà. Ở chiêu à. Đây. Không biết à. Được không? Bắn bắn à. Cả nàng mà. Chú vấn nữa là. Con đẹp từng nổ. Đây. Chú vấn bắn à. Đây. Một bắn mà có thiếu. Hơi chém thiếu. Hơi lấp bị Quân thiếu này. Chú tẩy khai. Đấy lắm ạ. Đấy đấy. Đường nhà em Quân thì xuống rất là khó cô bác. Bé Hiếu thì bé tí thôi. Lớn. Mới thấy thiếu lắm à? Đi vào hợp chua. Má, má má. Hơi 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 ở gần đầm. Bé đây, bé đây, bé đây. Bé đây à? Má, áo má luôn má. Mua thứ này phải à? Hay phải. Hả? Đi mới để chín mấy nhăn này à? Hả? Mới này cu uống. Nó đem mới để chín mấy nhăn rồi đấy. Hả? Tớ ăn bánh rán chưa? Món ăn. Nắp gì nữa? Nắp gì nữa? Dân ta à? Vậy. Nhi dân ta chứ mình.
Thôi, đi 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 nhanh 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 nhanh. Không biết ông với bà thì đi đâu rồi cô bác ạ? Không thấy ở ngoài. Nó à? Đấy. Ôi. Nó à? Cái này thay ở xỉn mà tức ta lì. Nè. Bà thì chắc là thế bây giờ thì Quân này giải điểm luôn đi em. Đưa mày. Mấy thằng này đâu mà. Quay đi sửa. Mình đến đây còn lên không? Đấy vừa rồi thì hai anh em cũng đã đến nhà với cô bác này. Đấy bây giờ thì cháu Lực sẽ tổng một số đồ mà hôm nay cháu Lực mua xuống cho em Quân và với lại bà cô bác nhé. Này văn này bổ rất cần bên này. Vậy nữa. Mai là bé Hiếu được đi học rồi đúng không? Vâng. Mai là bé Hiếu sẽ là buổi đầu tiên mà em mới được đi học cô bác. Hiếu thì đi học thì có khóc không? Em Hiếu khóc không? Chắc không khóc ạ. Không khóc à? Vâng. Hôm nọ thì đưa đi một hôm rồi đúng không? Chưa. Chưa à? Vâng ạ. Hôm nào chỉ đưa đi là xem trường xem lớp rồi đúng không? Ừ. Bây giờ thì Tố Lực sẽ tổng qua là hôm nay số đồ mà Tố Lực đưa em Quân là đi chợ là hết bao nhiêu các bác nhá. Và ở cái phần tiền này thì là được bác Quang, bác ở bên Mỹ, bác có gửi cho cháu Lực là 2.390.000. Cái phần này thì là bác có gửi cho em riêng là để mua một số đồ là cho em Quân. Thì mua là đệm này, với lại chăn này, với lại màn này, với lại ga nữa để mua cho em Quân. Ôi, vừa rồi thì hình như là mua thiếu một cái đúng không? Gối. Sáng nay thì mua mất là thiếu gối cho em Quân rồi thì chắc là để chủ nhật tuần sau thì cháu Lực sẽ tiếp tục là lên mua cái phần gối này cho em Quân sau, mua cho em ấy là thêm 4 cái gối nữa. Đấy, hôm nay thì cháu Lực mua đệm này hết là 400.000 cô bác. Đệm này thì cháu Lực sẽ mua là 1m6 dài 2m để cho em Quân với lại ông ngủ ở phần bên kia, và mua thêm cái ga này cô bác này. Đấy, cái ga này thì là cái đệm này thì là 400.000, còn cái ga này để ga để trải đệm nhá. Đấy, ga để trải đệm lúc mà em mang đi giặt thì nó sẽ dễ nhá. Đấy là 50.000, còn mua thêm cái màn thì là 50.000, và mua cái chăn này nữa. Cái chăn này thì là chăn này đắp rất là ấm luôn cô bác, là 400.000. Đấy, cái chăn này là 400.000, và mua cho em Quân là 2 hộp bánh kẹo nữa. Vừa rồi thì có mua bánh rán cho bé Hiếu nữa. Bánh rán thì sáng nay là nhờ bác là cầm cho bé Hiếu trước rồi, là 150.000, và đưa em Quân là đi ăn uống, cho em Quân chơi cái ném vòng kia nữa, là tổng là 200.000. Và tổng hết hôm nay cháu Lực mua số đồ này với lại cho em Quân đi ăn uống nữa là hết là 1.250.000 của bác. Và cái số tiền của bác Quang ở Mỹ có gửi cho cháu Lực là 2.390.000 thì còn dư là 1.040.000. Cái phần này thì bác cũng không có nói là sẽ đưa cho em Quân hết là 2.390.000. Bác có gửi cho cháu Lực là số tiền này và muốn là nhờ cháu Lực mua cho em Quân những cái đồ này thì cháu Lực sẽ mua cho em Quân trước, và số tiền còn dư còn lại thì bác sẽ nói cho cháu Lực để mà đưa đi cho những hoàn cảnh nào, với lại xem là bác có mua thêm là cho em Quân thêm là thứ gì nữa không cô bác nhá. Ở đây thì bác cũng có gửi vào tiền quý của nhà em Quân rồi, còn phần này thì bác muốn là
gửi cho em Quân để cho em Quân mua những cái số đồ này thôi nhá. Vâng. Đấy chứ không phải là bác gửi cho em là 2.390.000 là cho em hết đâu nhá. Vâng. Đấy. Cái này thì Tuấn Lực cũng sẽ nói rõ luôn các bác. Đấy, và mua bánh á, bánh này thì sẽ là để cho bà này. Bà ông thì bây giờ đang đi lấy củi rồi các bác. Đây, ăn một cái bánh đi. Vâng. Đây hữu. Xin. 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 Tê ha còn ông, ha còn ông. Ha còn ông tê. Đấy. À, bé Hiếu thì chỉ biết là nói tiếng Nùng xin thôi bác, còn tiếng Kinh thì em ấy chưa biết. Đấy, đây. Lấy không? Không cho bà đây. Này, ở đây. Là hỏi rồi, này, là hỏi rồi. Là hỏi rồi. Là hỏi. Là hỏi. Tê, tê, tê. Tê, tê chú ở này. Tê, tê là chú ở tướng hối hả? Tê, tê chú ở tướng hối hả? Cháu xin mà. Đấy, cháu xin. Hai tay. Hai tay. Đây. Đấy, chưa có đi học cho nên là chưa biết một cái gì luôn cô bác này. Đây. Đấy, cho cái này cười nào. Cái này thì không, cái này cho bà. Hôm nay à. Cái này thì cho bà thì sẽ để bà ăn luôn này. Này. Ồ, chị này. Nào. Đấy. Cái này thì sẽ để cho bà, còn cái phần còn lại này thì cũng sẽ để cho ông với lại bà nhá. Vâng. Thì em thì ăn đi. Vâng. Thì ăn nào một cái bánh nữa xong thì anh em mình ra giải cái chỗ đệm mà em ngủ. Đây đây thì thêm một cái hộp bánh cho chú Pai này. Vâng. Đấy, bánh này thì là toàn cháu Lực mua là toàn bánh mềm thôi các bác, để cho ông với bà là ăn được, chứ không mà bây giờ mua bánh cứng quá thì ông bà không ăn được, tại vì là ông bà không có một cái răng nào rồi. Này, ở bên ta hơi bác này. Tương quán này bác ổ. Đấy, cái này thì ông thì cũng mới tới bỏ. Ông thì chắc là đi ra ngoài lấy củi hay là đi lấy cỏ gì đấy thôi cô bác ạ. Hôm nay thì em Quân có cùng cháu Lực là đi chợ sáng rồi, và cũng có nói với ông với bà rồi thì hôm qua thì em Quân cũng đã lấy cỏ là dành cho hôm nay rồi, và trước khi đi thì cháu Lực cũng đã dặn em Quân là từ hôm qua thôi thì sáng hôm nay thì phải làm xong cái việc nhà thì em ấy mới đi được cô bác, chứ không thì em ấy đi luôn thì ở nhà thì ông với bà thì đi lấy, ông bà thì chắc là không có đi lấy cỏ xa được rồi, ở nhà thì có chăm bé Hữu với lại lấy rau lợn thôi. Còn ông thì là đi xa để lấy cỏ, mà lấy đây chỉ có dám lấy một bác bé tí thôi các bác, chứ ông thì không có được khỏe để mà bác nhiều nữa. Đấy. Và bây giờ thì cháu Lực cũng thay mặt em Quân với lại ông bà bé Hiếu nữa gửi một lời cảm ơn tới bác Quang, bác ở bên Ý. Cháu Lực chúc bác cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống bác ạ. Con cảm ơn ông đã gửi tiền cho chú Lượng mua điện cho con, và con chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. À, con biết ơn ông rất nhiều ạ. Đấy, như ở đây thì cả gia đình em Quân thì chỉ có là một tấm điện thôi, cho nên là bác có theo dõi được video và bác muốn là nhờ cháu Lực mua thêm cho em Quân là một cái đệm nữa, thì một tí nữa em là với ông mình ngủ sang bên kia đúng không? Vâng. Thế thôi thì bây giờ em sẽ dọn ở bên kia nhá. Vâng. Rồi thì hai anh em mình sẽ căng màn cho này. Vâng. Cái màn này thì từ rất là lâu rồi đúng không? Vâng. Cái màn này thì thay luôn cái màn mới nhá. Vâng. Cái bố mày mới ra. Có cái màu mất không cháu? Ừ. Này. Đấy. Bây giờ thì sẽ dọn hết quần áo của bé Hữu ra nữa này. Này. Đấy. Mang đi cất đi. Hả? Đấy, quần áo của em Quân thì cũng được em treo lên rất là gọn gàng này. Cô bác này em Quân đấy. Đấy, còn là đây là những cái bộ mà không có móc ở đây. Móc trên kia còn nữa. Móc trên kia còn à? Vâng. Nếu mà còn thì mang ra treo quần áo hết đi. Vâng. Cái này là chắc phải có 3 phần mét thử tới đây. Ừ. Tới mì ga thôi mà nè. Vâng. Chào mừng cháu Tuấn à, cháu Tuấn à, cháu nè. Ok, cái này cái
cái bố à. Nếu mà bố mà bỏ đấy nhở? À, vừa cân nó chưa hay ở đây. Thần long đi làm bổ chun. Bye bye. Bye luôn. Ê thiếu mình cắt là mấy phải mày. Mày sao bỏ không ai? Cái này chỉ là kéo lên trên thôi. Có ba da tao lỏng mày, hơi như lắm bầu ạ. Bây giờ thì mang hàng lên trước đi. Vâng ạ. Cái tấm này thì sẽ để mà chắn gió này cô bác này, như nhà em Quân này đây. Và cái chỗ ngủ thì hở rất là nhiều cô bác, hở rất là to luôn. Đây, em mắc ở bên kia nhá. Ừ. Ui, nhầm rồi. Đây. Đấy, được rồi. À không, đây không phải. Phải chưa? Phải chưa? Như là bên này này. Đây bên này một bên nữa đây này. Đấy, xoay bên này. Đấy, bên này. Đấy, nó mới đục chiều của nó. Đấy. Không phải như này này. Ui, cao quá rồi. Ở chỗ đấy thì làm ở tít hết kìa. Đấy, giờ buổi tối em sẽ ngủ lên bên kia một chút. Đấy, buổi sáng ngủ dậy thì chịu khó là gấp vào chăn màn cho nó gọn gàng nhá. Vâng ạ. Quân nhá. Vâng ạ. Bên đấy không có dây buộc à? Vâng, ép thêm dây đã. Nhi hiệu. Hình như là nhà của em không có được thẳng hay sao đúng không? Vâng. Đấy, nếu mà đang nghe thẳng là nó phải căng cái màn này nó vuông vắn luôn các bác. Nhưng mà do là nhà của em không có được hả? Tại là cái nhà này nó nghiêng một tí rồi. Nhà này nó nghiêng à? Vâng. Ở bên ngoài đã nhìn thấy cái ngôi nhà này là nó nghiêng rất là nhiều. Máy tròn lên tay chẳng em xem nên mình máy à? Đấy, xong chưa? Xong rồi. Bây giờ sáng ngủ dậy ra thì kéo cái màn nó lên nhá. Vâng. Đấy, xoáy nó lại với nhau này. Xong thì gấp lên. Vâng. Đấy, bây giờ thì em bỏ tấm đệm lên trên đi. Vâng. Đấy, có cả ga nữa. Đấy, hôm nay thì phải nói là rất là thương xót cô bác mua thêm cả bốn cái gối nữa. Rất là thiếu sót mua thêm 4 cái gối nữa thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Hai tấm đệm này thì cháu Lực cũng mua là 1m6 nhân 2m. Được chưa? Bên này có băng dính. Có băng dính à? Ừ. Kéo băng dính ra. Lúc mà mang đi giặt thì chỉ có lôi nguyên cái vỏ trên này thôi nhá. Vâng. Đấy là được rồi. Không cần phải mang cả cái này đi giặt đâu nhá. Vâng. Như cái căn nhà của em Quân thì cháu Lực cũng chia sẻ lên rất là nhiều rồi. Và hôm trước thì cũng có được các bác là bảo cháu Lực là mua gạo lên cho em Quân. Nhưng mà thực sự ra là bây giờ gạo em Quân là còn rất là nhiều các bác. Cũng gọi là rất là nhiều thì cũng không thể nói. Thì gọi là đủ ăn nửa năm nay nữa thôi. Thì là cũng sẽ hết. Bao giờ mà hết thì cháu Lực sẽ mua lên cho gia đình của em Quân sau này cô bác này. Những cái tấm gỗ này thì dùng để làm gì hả Quân? Là lấy để làm quan tài thôi. Ui. Lấy để làm quan tài á? Ừ. Hôm trước bố mất cũng lấy cái đấy làm quan tài. Quan cái này à? Vâng. Đấy, những cái tấm ván gỗ này này cô bác này sẽ để làm gọi là làm quan tài cho ông với bà. Mặc dù ông với bà thì vẫn còn đấy nhưng mà
À, hôm trước bố bảo làm cho ông bà, xong là bố lại mất. Đang đi dân này mấy chim không? Đấy, bè bè nó xuống, bè nó xuống, bè nó xuống. Đấy, bè bên nó xuống, này. Xong chỉnh. Bè nó xuống, xong rồi mới chỉnh được. Làm để nhé. Để chỗ. Ở bên kia như không có được hay sao ấy. À. Xem nào, xem nào. Nhầm, nhầm bên hay sao ấy chú ạ. Không nhầm đâu, không nhầm đâu. Như này là được rồi, không nhầm đâu. Đấy, kéo lên bên kia xuống. Đấy, nhặt xuống đấy. Đấy, rồi, bên này là được rồi. Đấy, bây giờ anh em mình nhớ kia đi. Đấy, từ, tôi đây. Tôi đây. Anh gấp lại cái này đó. Anh thấy chuột đâu á? À? Đấy, nhấc ra đi. Nó sẽ hơi bị căng phồng lên một chút. Tốt không ạ? Ờ. Thao lẻ lim gì này thật tốt lắm nữa không? Hả? Thao lẻ lim gì này thật tốt lắm nữa. Nó bị phồng á. Xoay. Xoay chiều, xoay chiều. Xoay chiều nó. Rồi 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 rồi. Đây 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 đây, đây lim này mình khẩu mình nên à. Ừ, mình khẩu. Cái nào nó cũng có mà, chiều nào nó cũng sẽ có cái góc cua của nó để nó à, để vào như là đúng không? Bên này luôn đây này. Chiều lúc đấy mình đúng sao đấy. Em đặt cái đúng cái góc cua của nó này à. Đấy. Đấy, điểm như cái này bán ra lấy nó lỏng luôn. Ừ, chê chê. Nó lỏng à. Ôi trời. Ô, nhưng mà bên này còn thừa nhiều lắm chú ạ. Đây còn dư nhiều à? Đây đây. Đấy bên này. Đấy. Đấy, được rồi, nó sẽ hơi ra. Vẫn phải giải thêm một cái tấm như này nha. Căng. Căng từng. À, tôi thật thôi. Ây. Ví dụ. Đây lại thôi rồi. Bây giờ thì sẽ làm được cái số ngủ của em Quân rồi cô bác ạ. À. Em có nên phải quên mà. Bị lỡ thẻ thế này rồi. Thêm một cái chăn ngựa này. Cái chăn này thì là đến mùa đông rất là ấm áp luôn cô bác. Căn này thì cũng có lực cũng mua tận đến tận 400.000 cơ. Đấy gấp gọn vào đi. Này kìa ngon chưa? Đấy gấp gọn vào đấy. Đấy lấy cái túi bóng này để cái gì này, xong là bây giờ lấy lại chỗ này đi. Vâng. Đây. Đấy, bé Hiếu thì bây giờ lên trêu bé Hiếu nhiều thành ra là cũng quen rồi cô bác, cũng quen với cháu Lực là nhiều hơn rồi. Đây có thể là cái chỗ ngủ của bé Hiếu nó sẽ hơi bộ một chút cô bác.
À, tại vì trẻ con nó cũng lắm, trẻ con thì hay nó hay nghịch rất là nhiều. Thành ra là lúc sáng thì anh Quân lại gấp rồi, nhưng mà đến một tí thì nó lại bừa bộn rồi. À, bé Hiếu thì bây giờ biết ra cả mười nước chấm được Cương rồi cô bác ạ. Bà thì cũng cho đây Cương, đây Quân, bỏ thôi. Đưa bóng đèn năng lượng này thì có dùng tốt không em? Có ạ. Có ạ, không có vấn đề gì xảy ra đâu chứ? Không ạ. Nhưng mà đấy, buổi tối thì bây giờ thì ngủ chỗ này thì không có sợ bị đau lưng nữa rồi nhỉ? Vâng. Nhất là ông ơi, ông thì mới bị nhiều này. Đấy. Đấy. Ấy ấy. Mà nó bị chấn lên đấy. Nói là em Quân, phải nói là em Quân của bác là một cái đứa trẻ mà rất là ngoan luôn. Hôm qua thì đi lấy mật ong về, và cháu Lực cũng đi bán hộ em. Ở trên kia thì còn hai tổ à, hôm nọ em bảo ấy. Vâng. Lúc nào mà đi lấy về thì lấy cả cái sắp nó về nhá. Vâng. Hôm nào mà chuẩn bị đi lấy thì cho anh đi cùng nhá. Vâng. Đấy. Đi cùng, nhưng mà có đi hẳn tít vào trong rừng không? Có. Trong à? Vâng. Thế mỗi lần đi là anh em mình gói cơm từ sáng đi à? Vâng. Hôm nào thì chắc là cùng em Quân đi là phải gói cơm từ sáng. Từ sáng sớm để lên rừng và đi khai thác được những cái mật ong mà nguyên chất cô bác ạ. Đi khai thác được những cái tổ ong mà nguyên chất thì cháu Lực sẽ gửi tới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị. Đấy, như đấy, bây giờ thì cái chỗ phần đệm của em Quân với lại chăn thì bây giờ cũng rất là êm rồi cô bác này. Đấy, buổi tối thì ông với lại Quân ngủ thì không có sợ bị đau lưng nữa nhỉ. Vâng. Đây còn cái mũ bảo hiểm à? Vâng. Đấy, và cũng rất là may là mua những cái đồ dùng gì lên cho các em thì cháu Lực cũng mua và thử ở dưới kia thì lên. Cũng rất là may là mua những cái đồ dùng gì lên cho các em thì cũng không có lần nào mà mình phải mất công để đi đổi trả được cô bác ạ. Đi đổi trả không, nếu mà mình đi đổi trả thì có thể nói là cái quãng đường mà đi thì rất là xa. Đấy, sáng chưa, thích chưa? Đây lấy đi ở mắc quá. Hiện giờ hơi 8 giờ còn. Hả? Hiện giờ hơi thẳng 8 giờ còn. Hiện bật. Giờ? Ừ. Có bao giờ bật đến 8 giờ chưa? Được. Có sáng đủ 8 giờ không? Có. Đâu? 5 giờ. 10 giờ. Hôm nay thì có thể nói là thời tiết rất là nắng này cô bác này. Bây giờ thì gần 5 giờ chiều rồi. Mặt trời thì vẫn còn rất là cao. Thì Hiếu ạ. Quân thì một tí nữa em đi đâu làm cái gì? Tí đi lấy dâu lợn ạ. Đi lấy dâu lợn à? Lấy ở tận đâu? Ở dưới kia đó. Thế đi ra lấy sớm sớm đi, xong là đây, anh đi theo chân luôn. Bây giờ đi theo em Quân để cùng em đi xem là em lấy dâu lợn ở tận đâu. Nhà Quân thì bây giờ vẫn còn là một con lợn là duy nhất của bác ạ. Như ngôi nhà của em Quân thì bây giờ nghiêng ra góc bên kia là nhiều hơn nhỉ? Vâng ạ. Vừa cũng làm được 3-4 năm rồi cô bác. Bây giờ thì nhà nó cũng đã nghiêng rồi. Ở bên ngoài thì nhìn cái ngôi nhà của bác phải nói là rất là sột sệt luôn cô bác. Như kiểu là làm một cái nhà tạm là để ở thôi. Trước kia thì nếu mà người bố mà không có lấy tiền để đi chạy chữa cái căn bệnh của mình ấy thì chắc là vẫn
có tiền để mà dư ra để mà sửa nhà, nhưng mà do là không may là bây giờ thì bố thì cũng đã mất rồi. Ở phần bên ngoài này cũng thế này, cô bác này hầu như là chỗ nào cũng được, chỉ có làm là tạm bỡ qua thôi. Như mấy hôm trước thì phần đằng sau tản ly ở sau nhà này này có bị sạt, và rất là may là đằng sau nhà này còn đào nó rộng ra, chỗ này thì đào rộng ra được tầm độ 2 mét thì là sạt xuống, may là nó không có bị lấp luôn ngôi nhà. Ở trên vùng cao thì đến mùa lũ thì có thể nói là có rất là nhiều những trường hợp mà đã bị gọi là sạt lở xuống mà cuốn hết cả nhà luôn. Có gia đình thì có khi thì sống sót lại được chỉ có một người thôi. Quân này đi lấy con lợn tận đâu ấy bây giờ ấy? Dưới này thôi. Hả? Dưới này thôi. Dưới này à? Ừ. Bây giờ mới trả dùng cái. Dùng cái. Nhà chú này thì bây giờ đi làm rồi à? Vâng. Hồ địt, bà này nên cho phải tới ở sao hốc đây? Hả? Búa, ha búa tức còn hốc đây thì mới tuổi à? Cá. Anh cứ đáp, cứ đáp cùng đây. Đấy, ông thì đi lấy cỏ về cô bác ấy, đang ở dưới kia. Thì chắc ông vừa gọi là em Quân là đi đón. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi xem ông có lấy được cỏ nhiều không, để là hộ ông vác về. Bé Hiếu thì cũng chạy lo to lon thon đi theo sau này. Là ruộng của nhà em đúng không? Không ạ. Không à? Vâng ạ. Thế đây là ruộng của nhà ai? Của nhà họ tít bên kia rồi. Của nhà họ ở bên kia. Đây vừa rồi thì ông là chắc là đi cũng đi tận xuống cái kia để lấy cỏ về này cô bác này. Đâu này thiếu không? Ủa là... Giái đúng không? Nhưng bây giờ thì bà con ở trên vùng cao này cũng chuẩn bị là một mùa gặt nữa rồi cô bác này. Ôi chỗ này thì có nước nguồn à? Vâng. Anh thấy chỗ này là như kiểu là nước nguồn đấy. Vâng. Ồ, mà hai chỗ nữa đấy ăn nước nguồn. À. Mà hai chỗ nữa đấy, thông bắn mà mặt tế lá này, lá là thì thường này là nhiều năm vừa làm dù có nước nữa nhiều nhờ nó cứ. Thì nó là cơ. Hả? Thì nó là cơ. Nắng phóng một bài à. Thì giờ bà khái có thể tư cho có vật tế có vật dùng à. Cứ lệ trần để thật vậy à. Tư thẳng luôn cũng. Tế hầu à, cái này. Thì ông thì cũng đi lấy củi về, đi lấy cỏ về này có bác này. À, một cái dáng người rất rắc cũng là đúng không ạ? Một cái dáng người mà nói là rất là ốm yếu rồi, nhưng mà do là phải là bây giờ ở nhà là không có ai để mà làm nữa cô bác, và em Quân thì rất là nhiều việc cho nên là ông là phụ em Quân, ông với bà thì ở nhà thì rất là chăm chỉ làm việc. Đấy, có một bó thôi thì chắc là em Quân trả lại sẽ tự vác rồi. Có một bó thôi à? Vâng ạ. Đấy, đây là những cái bó cỏ dại thôi cô bác. Thì được là ông là đi lấy về đây. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy ông thì là một cái dáng người mà phải nói là cực kỳ là gầy còm. Đấy, Khải ơi, Khải ơi. Không xin đến nét. Đấy, bé Hiếu thì chạy đi về rồi cô bác ạ. Bó đấy tầm bao nhiêu cân hả Quân? Chắc tầm hai mấy. Tầm hai mấy cân à? Ừ. Phần này á? Phần này mía? Hả? Phần này mía? Ừ. Mới bị răng mà. Bỏ. Thế còn bà nếu nhờ lúc cấp thì nói xử đi. Đến cấu à? Nếu là lên càng mà nếu nhờ lùm được lùm nêu được thế
cái quả bí chuối này em ăn chặt nó đi đi. Thì nó mới có quả chuối được chứ. Rồi. Này, bí chuối rất là dài rồi. Vâng. Thấy bé Hiếu này này. Vừa chạy theo sâu nên đã bỏ về luôn. Hãy đi trước đi, anh bé bé Hiếu cho. Không đi được nhanh nhé. Bạn chim tụm ra bạn ạ. Thật ra. Tôi bị quần tụm ra. Hai. Bé Hiếu thì ở trong nhà có bác này. Tự chơi một mình thôi. Bà thì chỉ khó là chăm thôi. Bố bèo à? Ôi dê đè dê mà nè. Hát đè. Bây giờ thì có cả ông về nhà nữa. Ừ, này này, lao phên sao ạ? Lao phên sao ạ? Quay rồi, đang quay rồi. Này, 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 này. Qua. Này, ở ông này được ạ. Ở dê được ạ. Không ơi, cái thà nó có phải cho nó hủy mô, không ơi, nó sợ hay á. Cũng hết vào nhà đưa mấy cũng. Thì đưa vào hắn cũng có nó ấy. Này cũng có á? Ừ, hắn hên á. Ờ. Quân ở bánh của hắn cũng. Dê bẩn dê. Cũng lộ nắm rồi, nắm rồi cũng à. Hắn nắm hơi dẹp ấy, hiếu phải đây. Đây, hắn nắm hơi dẹp ấy. Ông thì vừa bảo là đi lấy cỏ từ lúc mà 2 giờ chiều rồi cô bác. Đến tận 5 giờ luôn. Cấu ào à? Đúng rồi. Cháu đi đâu thử quá. Mời thử quá à? Hả? Rất tấu luôn. Quân thì bây giờ lại chuẩn bị đi lấy rau lợn thôi nha. Vâng. Đấy. Bà thì... bây giờ chắc là cũng đang chuẩn bị là đi đi đâu cô bác? Đi nhà lại có việc một ít cho ba đi xem. Ba đi xem à? Ừ. Đây cô bác, Quân thì đi có gọi là một đoạn thôi thì toát hết cả mồ hôi rồi. Sáng nay thì có là cùng em Quân là đi chợ phiên để mua một số đồ cho em Quân nữa và đưa em Quân là đi ăn đi uống. Và đến chiều thì hai anh em mới tiếp tục là lấy đồ đi xuống nhà của em Quân được. Và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn quan tâm tới những hoàn cảnh mà cháu Lực chia sẻ lên. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trên sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.